Thúy Vân, được tặng nhẫn kim cương đúng ngày 8 tháng 3, fan tò mò danh tính bạn trai, Á hậu Thúy Vân hạnh phúc khoe ảnh, được tặng hoa, và nhẫn kim cương đúng ngày 8 tháng 3, khiến fan tò mò về danh tính bạn trai giấu mặt của cô. Bản tin Hoa hậu 9 phần 3, trên trang cá nhân, Á hậu Thúy Vân đăng bức ảnh, được tặng hoa, và nhẫn kim cương, vào đúng ngày 8 tháng 3, người đẹp viết, ngày 8 tháng 3 hạnh phúc nhất cuộc đời mình, chúc mọi người ngày quốc tế phụ nữ thật vui vẻ, ngay lập tức cô nhận. Được lời chúc mừng từ Hoa hậu Đặng Thu Thảo. Hơ Hèn Hoàng Thủy, Khánh Vân, Hoàng Oanh, Ái Phương. Đáp lại tình cảm của mọi người, Thúy Vân chia sẻ thêm. Em xin cảm ơn lời chúc mừng của mọi người rất nhiều ạ. À. Ngày hôm nay em rất hạnh phúc và em càng vui hơn khi mọi người cùng vui với em. Trước đó, vào ngày lễ tình nhân vừa qua, Á Hậu Thúy Vân cũng từng chia sẻ hình ảnh chiếc nhẫn đeo ở ngón áp út như ngầm thông báo cô đã tìm được ý trung nhân. Gần đây nhất khi đăng ảnh đi ăn cùng bạn bè, Thúy Vân đăng ảnh ngồi cùng một người bạn trai nhưng lại dùng sticker để che mặt càng khiến cho nhiều người thêm tò mò hơn về danh tính của anh chàng này. Hoa hậu Tiểu Vi đăng ảnh được tặng hoa hồng nhân dịp 8 phần 3. Người đẹp còn tếu táo làm thơ, cố tình trồng hoa hoa không nở, vô tình hít thở lại tăng cân. Hoa hậu Khánh Vân khoe chiếc thiệp tuyệt đẹp mà cô tự tay làm để tặng mẹ nhân ngày 8 tháng 3. Fan trầm trồ về độ khéo tay của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Á hậu Phương Nga quây quần bên bố mẹ trong ngày 8 tháng 3. Á hậu Kim Duyên đón ngày lễ 8 phần 3 ở nhà cùng các anh chị em họ hàng. Hoa hậu Ngọc Hân trổ tài làm thạch trong ngày 8 tháng 3. Người đẹp dành tặng món quà ý nghĩa này cho bà của cô trong ngày 8 tháng 3. Hoa hậu Hà Kiều Anh diện áo dài trắng tinh khôi, và xinh đẹp trong bộ ảnh nhấp ngày quốc tế phụ nữ, cô, và con gái mặc áo dài đôi cực kỳ đáng yêu. Á hậu Diễm Trang, và con gái làm bánh, để tặng mẹ nhân ngày 8 tháng 3. Á hậu tường san xuất hiện với hình ảnh đầy mới mẻ và cá tính, hoa hậu Mai Phương Thúy Hiền dịu, xinh đẹp với trang phục gam màu đen trắng. Hoa hậu Việt Nam 2006 ngày càng xinh đẹp khi bước qua tuổi 30. Xin hãy để lại ý kiến về giọng đọc của tôi, tôi sẽ tiếp thu ạ. À. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.